chào các bạn đã đến với kênh của mình nha. Tại vì người nhỏ Spider-Man tôi đã tới được một cái nơi này, là một ở dưới một cái gầm cầu các bạn. Đây, chỗ này là nơi giao dịch của mấy tên tội phạm các bạn. Ui, để bạn. Đây, tôi tiêu rồi. Hiện tại hình như là bọn chúng đang chuẩn bị giao dịch. Đây các bạn, để tôi xem kỹ xem là bọn chúng đang làm gì nha. Đây, tôi hãy cho. Đây, người nhỏ Spider-Man tôi, một mình tôi đã tới được cái nơi mà bọn tội phạm đang giao dịch nha bạn. Đây, một bên là có một cái ông này nhìn là biết rất là giàu nè, có đeo cả dây chuyền vàng nữa nè, đấy đem theo cả rất là nhiều tiền ở trên bàn luôn nè. Còn bên đây là chắc là một tên thủ lĩnh ở trong cái băng đảng các bạn. Băng đảng này thì ui cha đấy các bạn, bọn chúng đang nhốt rất là nhiều những cái con này là Luca Zilla con các bạn. Đây, xem ra là cái băng đảng này bọn chúng đã tấn công đột nhập vào trong cái hòn đảo của mấy con Luca Zilla các bạn. Và nhân lúc cái con Luca Zilla mẹ các bạn nó không có ở trong hòn đảo thì bọn chúng đã tấn công và bắt giữ nguyên một đàn những cái con Luca Zilla con rồi. Đây, hiện tại hình như là bọn chúng đang giao dịch để bán những cái con Luca Zilla con này để lấy tiền đó thôi. Đây, ui rồi ôi, không ổn rồi con ơi. Đây, băng nhóm tội phạm này bọn chúng đã bắt đi rất là nhiều những cái con Luca Zilla con đó các bạn. Đây, bạn nhìn nè. Đây, đây là những cái con Luca Zilla con các bạn, bọn chúng còn nhỏ nha. Chứ cái con Luca Zilla mẹ thì rất là lớn rồi các bạn. Đấy, xem ra là cái băng nhóm tội phạm này bọn chúng đã nhân lúc cái con Luca Zilla mẹ đi kiếm thức ăn đấy các bạn, đã tấn công hòn đảo và bắt đi những cái con Luca Zilla con này nhằm mục đích là bán để lấy tiền nha. Ui rồi, chết tiệt thiệt. Phải nhanh chóng liên lạc với biệt đội siêu nhân, các đồng đội siêu nhân người nhện của tôi đến đây để bắt giữ bọn chúng nha. Còn phải chở những cái con Luca Zilla này trở về hòn đảo của nó nha bạn. Chắc chắn bây giờ thì cái con Luca Zilla mẹ nó đang rất là tức giận vì kẻ nào đó bắt giữ những cái đứa con của nó nha. Đây, bọn này rất là nguy hiểm nha bạn. Băng đảng này thì bọn chúng còn trang bị cả súng các bạn, thấy chưa? Đây, hiện tại thì cái tên này chính là cái tên đại ca các bạn. Hắn ta đang giao dịch để chuẩn bị bán những cái con Luca Zilla này lấy tiền thôi. Đây, ở bên đây thì tên này là cái tên mua nè bạn. Đấy, không ổn rồi. Xem ra là tôi phải nhanh chóng ra tay thôi bạn ơi. Nếu mà để mấy cái tên này bán những cái con Luca Zilla con này đi thì không biết là những cái con Luca Zilla này bọn chúng sẽ đi về đâu nữa nha. Bây giờ thì tôi sẽ nhắn tin cái đã. Spider-Man người nhện tôi sẽ nhắn tin về căn cứ các siêu nhân người nhện còn lại nha bạn. Đấy, tôi sẽ gọi cho đồng đội của tôi đến đây để giúp tôi bắt giữ bọn chúng nha. Đây, hiện tại thì tôi đang đợi biệt đội siêu nhân người nhện của bọn tôi tới nha bạn. Chỉ một mình người nhện tôi thì không thể nào giải cứu những cái con Luca Zilla đáng thương này được bạn. Hiện tại thì bọn chúng đang giao dịch các bạn ơi. Ây da, mau đến đây đi. Đây, đồng đội của tôi vẫn chưa tới nữa. Đây, sau rất là lâu thì cuối cùng thì bọn họ cũng tới rồi bạn. Đây, wow, trang bị cái khẩu súng này khá là mạnh đấy. Được rồi, đây đồng đội của tôi rất là nhiều siêu nhân người nhện nó đến rồi bạn. Đây, chúng ta sẽ nhanh chóng bắt giữ tất cả bọn chúng. Còn phải đưa những cái con Luca Zilla trở về hòn đảo của bọn chúng các bạn. Đây, nơi đây là thành phố của con người sinh sống. Chắc chắn là những cái con Luca Zilla này bọn chúng đang rất là hoảng sợ vì bị bắt tới đây nha. Đây, ui, có một tên phát hiện ra các bạn ơi. Giữ bọn chúng nha. Đầu tiên chúng ta bắn tất cả bọn chúng, không có tên nào trốn thoát nha. Đây, tôi đã bắt giữ gần hết rồi bạn. Ui, có một tên nữa kìa. Các bạn, ui cha, nên chúng ta đang bắn thôi kìa bạn, thấy không? Đúng rồi. Đấy, các siêu nhân người nhện đã thành công bắt giữ được tất cả rồi bạn. Đây, bọn tôi còn đây, đây là bằng chứng nha bạn, một đống tiền ở trên bàn luôn nè. Đây là đô la Mỹ nha bạn. Đấy, ui rồi. Đây, tất cả bọn chúng đều đã bị trúng đạn và bị ngất xỉu hết rồi. Đây, chỗ này là cái hiện trường mà những cái tên này đã buôn bán những cái con Luca Zilla trái phép nhằm mục đích là bán để lấy tiền các bạn. Đây, đây tịch thu số tiền vậy luôn. Đây, bây giờ thì tôi sẽ nhanh chóng gọi cho cảnh sát tới các bạn. Còn phải nhanh chóng đưa cái đàn những cái con Luca Zilla con này trở về hòn đảo của bọn chúng sinh sống đó nha. Đấy, tại vì cái chỗ này thì đâu phải là nơi mà bọn chúng sinh sống các bạn. Đây, các bạn nhìn mặt bọn chúng đang rất là hoảng sợ luôn nè. Đấy, và đặc biệt là người nhện tôi chắc chắn
là con Lucazilla mẹ khổng lồ nó đang rất là tức giận vì kẻ nào to gan đã bắt giữ những đứa con mà nó yêu quý các bạn. Chắc chắn là nó sẽ đuổi tới đây luôn các bạn. Đấy, lúc đó thì chắc chắn là cái con Lucazilla khổng lồ mẹ nó sẽ tấn công thành phố vì nó tưởng là con người đã bắt giữ những đứa con của nó nha. Đấy, chúng ta phải nhanh chóng không? Bây giờ sẽ đợi cảnh sát tới cái đã. Sau đó thì còn phải đưa những cái con Lucazilla này trở về để gặp mặt mẹ của nó nha, trở về hòn đảo của tụi nó các bạn ơi. Ở đây thì cũng khá là nguy hiểm các bạn. Con người thì cũng có những người rất là xấu tính, như là những cái tên tội phạm này nè. Bọn chúng vì tiền mà bọn chúng đã bắt giữ những cái con Lucazilla này nhằm mục đích là bán để lấy tiền các bạn. Đấy, phải nhanh chóng đưa tụi nó trở về hòn đảo của tụi nó mới có thể an toàn được các bạn. Đây, bây giờ thì biệt đội siêu nhân người nhện bọn tôi sẽ canh giữ ở đây các bạn, đợi cảnh sát tới để bắt giam tất cả những cái tên tội phạm đáng ghét này. Bọn chúng đã đến hòn đảo của những cái con Lucazilla này để bắt giữ nguyên một đàn con luôn các bạn. Đây, những con Lucazilla con này vô tội nhưng đã bị bắt giữ đến đây nhằm mục đích là bán để chuộc lợi lấy tiền các bạn. Đây, bọn tôi đã bắt giữ tất cả rồi. Bọn chúng bị trúng đạn và đã ngất xỉu hết rồi. Đợi cảnh sát tới nữa là ok các bạn. Đưa cái con mấy con Lucazilla này trở về hòn đảo nơi ở của bọn chúng nha. Đấy, đặc biệt là còn phải nhanh lên mới được các bạn ơi. Chắc chắn là cái con Lucazilla khổng lồ mẹ nó đang rất là tức giận. Tại vì chắc chắn là bây giờ nó đã phát hiện ra là những đứa con thân yêu của nó đã bị con người bắt đi rồi các bạn. Đây, ui rồi ôi. Ây cha, cảnh sát vẫn chưa tới nữa các bạn ơi. Đây, biệt đội siêu nhân người nhện bọn tôi vẫn đang canh giữ ở đây nha. Đây các bạn, có rất nhiều luôn các bạn. Không ngờ bọn chúng đã bắt đi nguyên một đàn những cái con Lucazilla con luôn các bạn. Đây, những con Lucazilla con này thì bọn chúng còn khá là nhỏ các bạn, vẫn chưa có thể chiến đấu được nha. Đây, cơ thể của bọn chúng giống như là rồng vậy các bạn. Đây, có cả đuôi nè các bạn. Đây, wow, đặc biệt là ở trên đầu bọn chúng giống như là có tóc vậy các bạn. Đây, mấy con Lucazilla này nhìn khá là hiền các bạn. Nhìn giống như là rồng nhưng mà lại không có sừng nha. Đấy, sẽ đợi cảnh sát tới nữa là ok nha. Tới các bạn. Đây, hiện tại thì bọn họ đang chuẩn bị bắt giữ tất cả những cái tên tội phạm này đó nha. Wow, ông cảnh sát này đầy các bạn. Đây, rất là nhiều cảnh sát tới các bạn. Bây giờ sẽ đợi bắt giam tất cả những tên tội phạm ở đây. Còn phải đưa những cái con Lucazilla này trở về hòn đảo của tụi nó nữa là xong các bạn.